nói là Tết cả năm chứ còn rằm tháng 7 đấy. Thì hôm nay mình rằm tháng 7 nhá. 2024 mình đang gọi là đi cũng đi sắm một chút đồ nhậu các bạn để về làm cái Tết cổ truyền đấy. Vậy thì cùng mình sẽ cùng ra mua sắm một chút nhé, và hãy là xem không khí ở tại quê mình đấy thì có những gì nhé. Cụ thể nào thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng ra chợ nào. Xin mời các bạn. Buổi sáng tinh mơ luôn thì các bác các anh chị em cũng đã đi ra mua sắm rất là nhiều rồi tại ngã ba Tân Hoa đây. Thì chúng ta sẽ cùng sang nhé, xem là có những cái món thịt gì nhé. Phía bên dưới thì lợn quay này, mình sẽ đi từ phía dưới kia đi lên nhé các bạn nhé. Bắn lên nào? Về bắn được. Chặt lấy ở cổ cho em 100. Dạ, dạ dày cục luôn. Đấy, lật quay rất là nhiều, ở phía trên kia cũng có các bạn nhỉ. Phía trên kia cũng rất là nhiều nhé. Giờ chúng ta sẽ mua lần quay đây xong chúng ta sẽ lên phía trên nữa, xem dạo một vòng xem tình hình chợ búa có những món gì nhé. Anh thấy con dao anh động động cái da cái sợi vàng này rất là giòn. Rồi tạm biệt hàng lần quay nhé, của mình cũng đã có đây rồi, mình mua một chút đây rồi. Đó, mình sẽ ra để xem mua những thứ khác các bạn nhé. Chúng ta sẽ đi sang phía dọc đường bên này các bạn nhé, giữa ngã ba luôn, thành ra là rất là tấp nập và đông người. Giữa này có cái chuối này, có cả đồ chín lợn quay, gà quay, thịt nướng lu rất là nhiều kiểu luôn này. Đây là ngựa anh? Bò. À bò à? Lấy bao nhiêu? 150 nhỉ? Bò thui 5 đi siêu rồi. Có thể là 200 đi không? Hả? Để 200 đi không? Thịt lợn á? Bò á, quá đầu hay đấy. À biết rồi. Không, đây rồi, ở đây. Ký ta cắt. Hả? Cái này sao lần ra mới ngon được. Tóm lại là ngày thường thì cũng thịt bán, nhưng mà ngày cơ bản là ngày Tết thì sẽ thịt nhiều, thịt để bán. Còn bình thường ngày thường thì thi thoảng mới thịt các bạn ạ. Chủ yếu là phục vụ cho cái ngày Tết cổ truyền. Tôm sông nhưng mà không có một con nào chết luôn, chị lấy cho nguyên. Có đoạn 15 tôm sông đi hả chị? Tôm sông. Nó chảy bên cạnh luôn này. Mua về ăn đi. Đừng có cho chị lên, đừng cho hổ nó đấy. Cá xấu hổ lắm á. Ăn tôm tươi đẹp mà ngon thế này thì còn. Người xấu. Còn mỗi ký này hết rồi. Em ơi, lấy cái đấy lấy ăn. Tôm sông ở giữa đây thì để tinh tách luôn đấy. Đây 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 đây. Này không còn để đâu, để đâu. Thế là mua hết luôn đây rồi à? Ừ, em phải lấy hết rồi, chị được có hơn cân thôi. À vâng. Còn phía bên này là tôm biển. Bên này thích cái con đỏ đỏ này cơ, nhưng mà đéo có rồi.
bận không? Làm một đơn đến 7 giờ rồi. Em mua sớm ghê, em à. Thì mấy con này em? Anh. Hai con thôi. Hai con à? Dọc phía trong này thì rất nhiều đồ bún gà bánh thái các thứ nhé. Đã mua xong rồi hả chị? Đó. Nhanh nhanh rồi về rất là sớm luôn. Đây là trâu hay bò đấy chị? Trâu. À trâu à? À vâng. Trâu là ngon nhất. Trâu này giờ là bao nhiêu hả chị? Ờ, hai mấy ạ? Cho hớp cả miếng này vào. 220. 220 một cân ạ. À? Ừ. Trâu là trâu không bơm nước. Thịt vẫn dính nhỉ? Trâu cỏ đấy. Trâu cỏ luôn này. Trâu quê mình. 280 được rồi. Tám gì miếng thịt gì đã. Mời nhau còn khó mời ăn đấy. Mời nhau còn khó. Bây giờ mà ra đấy. Lấy tầm nửa cân để tao gửi cho tao chạy đi biển cơ. Đây làm tái rồi. Châu này làm tái hay làm gì ấy? Tái. À tái châu á? Châu cỏ thôi mà tự chăn tự nhiên ấy. Thế cũng về cũng áp chảo đi hay làm nào? Cũng áp chảo. À vâng. Áp chảo trong sò mẹ vàng đi đổ vào đó. À thế ạ. Cũng như tái lợn ấy. Cũng như tái lợn à? Ăn có mềm thịt. Còn cứng như mình xào kia. À mà. Nhưng có cần riềng riêng gì không anh? Có riềng mẹ. Riềng mẹ tỏi. Đây là món tái trâu. Thịt tái trâu. Ô chậm bà không được. Anh có chuyện mẹ gì hai? Nếu mà nhiều số đủ. Lấy cái vai mềm hơn này. Để đây không? Rồi mang qua đi lên tiền luôn xương á. Để đấy. Lấy 5.000. Đó, đây là bún bún tươi. Sáng nay được mấy bán được mấy lô rồi em? Em chưa hết một lô anh ạ. Chưa một lô à? Mấy chục cân chứ. Chị nó lấy bằng nào đấy ạ? Đấy, cũng rất nhiều bún. Một lô này được khoảng một tạ không em? 80 cân à? Bây giờ đỡ thế thì tí lại lồ nữa rồi nhỉ? Hết hết một lồ đây rồi. À. À, còn cái bên này là đồ chính luôn đấy. 17 em ơi. Cả quay. Mua em mua phần cả quay. Sáng nay quay tất cả bao con anh? Làm 40 con. À 40 con là thích gần hết rồi gì phải không? À mà. Ở phía đây cũng có lợn quay nữa của ông em ấy, nhưng mà đang cũng gần hết rồi đây. Đấy, mỡ ngon lắm. Đã gần hết rồi em ơi. Đây à? Ờ. Còn ít vòng vai nữa. Còn ít vòng vai nữa. Còn phía bên này là gì? Phía bên này là bò à? Vâng, bò. Bò à? Ừ. Con này to hết nhỉ? Vâng, 60 cân đây. 60 cân à? Chặt từ sớm ra xong rồi à? Vâng, bà con mua sớm nên là mua sớm nên là giờ thì gần như là đã văn vãn rồi đấy. Ồ. Anh ạ. Ờ, xem bao nhiêu rồi. Giờ này. Món bò thui đi à? Vâng, bò thui đây. À đây à. 150. Ừ. Anh lấy 150 á. Này con gần này. Nào. Anh lấy gần được không anh? Ừ. Con này to không em? Con này chắc được 55 cân ạ. 55 cân à? Vâng. Thế gần hết rồi nhỉ? Đâu hết rồi. Ờ, còn chút nữa thôi. Đâu 7 giờ, chưa đến 7 giờ. Chưa đến 7 giờ.
nay em thịt hai con ngựa nữa mà. Hai ngựa nữa? Ở nhà ấy, bây giờ đang hết rồi. Bán ngựa hết rồi à? Thì ngựa hết rồi, còn bây giờ còn mỗi một con nữa đang chuẩn bị thịt để... Lại thịt tiếp á? Ờ, lại ngựa thịt... thường hay bạch? Ngựa thường. Ờ, à, thế à? Đang giao đi một số cái này người ta đặt rồi. Ờ. Bây giờ phải giá khách mới được. Ờ. Người ta không ăn thịt bò, thịt bê. Thế thì vậy thì riêng ngày hôm nay 3-4 con được à? Thế rồi. À, thế. Anh lấy bằng này đây chậm nữa đây đi. Bò này giờ hai mấy em? Bò này á? Ừ. Cả da này bị này 200. 200 à? Ồ đấy bò nhà chăn được ấy mà, ờ. Nhà 3-40 con mà. Ờ. Bò đồi đấy, thả núi đấy. Hôm qua thả vườn bực quá. Ờ. Qua đi 2 hôm mới đuổi được 3 con về thịt. À biết. Nhà anh em trên này là như ờ. 8 lạng. Thế hẳn 1 cân đi. 82 16 160. Đâu cái này chỉ 108 thôi. À 108 à? Đây còn rẻ hơn nữa. Ờ rẻ hơn. Ờ. 89 thay nhau. Quá nhưng mà thịt hai con dao mới bán hết rồi. Cho thịt. Còn em chặt đã gần xong con. Còn chút nữa không còn mông như cả. Mông cả vai. Còn lại ba thứ ngon nhất của quay đã hết rồi nhé. Giờ đi vào phía trong để xem có cái món gì đặc sắc không nhé. À, cái bên này là rau cỏ. À vâng. Đừng bà nhá. Đây nhá, quả này nhá. Lần này 12 bà ơi, còn đằng mía ở ngoài cái lần này. Ô, còn có 2.000 có tiền nhé cho em 8.000 trả lại bao nhiêu nhỉ? Phải trả lại 307 nhỉ? Bán không? Rất là tươi luôn. À, dặm tháng 7 thì nhiều nơi quan niệm phải có tiết canh đấy. Thì đương nhiên có vịt để phục vụ đánh tiết canh đi rồi. Đấy, làm con vịt đánh tiết canh đấy à? Ờ, vịt nhà hay là vịt đồng đấy? Ờ, à, vịt nhà đấy, vịt để to lắm. Để đánh tiết canh. Đấy, và mình sẽ chọn một bé gà nhé. À, gà đây. Ở trên bên này thì hoa quả, phía trong này gà vịt nữa. Bắt anh con này em ơi. Cho anh một con này. Thì, xử lý luôn cho anh nhé. Tí anh quay lại lấy luôn. Ờ tầm tầm bé bé xinh xinh nhá. Em nào bé bé xinh xinh nhé. Bé bé xinh nhá. Ờ. Rồi. Ok. Đâu? Thế nào vàng rộm không? Vàng. Gà ngon đấy. Ngon đây nhá. Gà ngon đấy. Chuẩn xịn nhá. Ờ chuẩn xịn này. Ờ xử lý luôn cho anh nhá. Vâng. Rồi. Gọi là dịch vụ thịt sẵn luôn đây. Nên là làm sẵn luôn hết đây các bạn nhé. Rất là tiện luôn. Bắt em con à. Nhéo đâu cháu mới cắt đấy, nhéo đâu. Thanh long ruột đỏ. Thanh long cái nó nhìn nó như thế rồi cháu. Bác này chỉ đánh nào. Bác. Mấy con ai này mình đi ra. Bác này mình đi ra. À, giờ chiếc mẹ thịt chú đầy cớ. Đó là mình chú. Bên kia. Đâu, có đâu. Kia ra, trên đây đây. Cái này là thanh long ruột đỏ à chị? Long ruột đỏ. À ruột đỏ đây à? Vậy đặt quả to lắm, đặt này nó lại quả nhỏ. Quả nó nhỏ nhỏ xinh xinh. Quả nó không to lắm nên này. Này. Nên như chọn cái quả nó căng căng nhé. Ừ. Ê, chị ấy lên cho em, cũng không phải quả này đâu, em không chọn quả này đâu. Ai hỏi hành gì má? Cô hành trắng cái đầu bên trên đây đây.
Dạ, em xin. Đó, đây có. Quay ngồi lên đi đến lúc gọi tài. Ồ, đây là măng gì hả bà? Măng thì măng mai ngon lắm. Măng mai à? À vâng. Có cả món măng, măng, măng chua đây ạ. À? Ờ, đây là măng chua, măng mai. Ta chanh nhau mua hết thôi. À vâng, thế là đã bán hết rồi hả bà? Bán chanh nhau mua hết, à, không, không đủ còn bán. Bây giờ anh này muốn mua xong cái gì còn thì mua lốt đi gái. Gái à, đứng vào đây cho anh ấy quay một cái đã làm sao mình nến thế. Đó, đây là giá đỗ tương à bà? Đây giá đỗ tương. Đây bà đang bán giá. Giá đỗ còn tương. Đây giá đỗ xanh. À vâng, có hai loại giá. Được mời ngay đi. Thôi thế nhờ, đấy là đến ngắn. Rồi đây là bà đi ôm một trong bài bán mẹ đi. Trả tiền rồi đấy. Ừ, thế mình lên. Một chốc cái này phải đút vào bao hết nhá. Cái măng này về để ngâm hay là ấy cô? Bác Thành ơi. Hay là Ninh, Ninh Dương luôn. Ninh Dương luôn. À đấy ạ. À. Ừ. Nhưng phải luộc lên như vậy không cô? Phải luộc lên nữa. Đi sớm mà còn nấu ăn lại còn. Vâng, phải luộc qua đi. Phải luộc qua lên. Đâu? Cái này là măng ngon. Cái này là măng ngọt. Măng ngọt. Không phải, không phải ninh nhá cô. Không phải đâu. Thế là không ninh. Phải. Nếu mà ai thích luộc thì luộc, không luộc thì cứ thế cho vào vẫn được. Vẫn cho vào vẫn ăn được ạ. Ừ. Không ăn này làm cái này vào mới ngon được, không dùng nữa. Mà cho lên không cho thêm một ít rượu vào, vào thế nào thì vào thế này, đắng măng đắng thì bỏ măng đắng. Biết rồi. Ở phía giữa ngã ba này có hoa quả này, có nhãn đây. Đó, nhãn miền thiết đây. Nhãn năm nay cháy khét luôn các bạn. Đó, có chuối này. Đó, nhãn, chuối, thanh long. Chuối này là chuối bao tiền đấy chị ơi? 10.000 à, vâng em lấy một nải này chị ơi. Đó. Thế là có chuối tây không chị hay chỉ chuối lùn này thôi? Chỉ có chuối lùn này thôi. À vâng. Chuối này thì nhiều người dạ dày là vẫn hay kiêng kiêng ấy. Rất là ngon luôn này. Chứ tất cả là 10.000 đồng giá hết là chị? Cái này chỉ bán 13. 13 nghìn. 25 một đôi. À 25 nghìn một đôi này. Vâng. Cần của em Linh Lu cô. Đó, bây giờ đã gần được bì rồi cô nhỉ? Gần được rồi. Vâng. Có cá này. Có ba chỉ này, có rồi sụn đi à cô? Ờ, rồi sụn. À vâng. Ờ, cái này hôm nay là em là thức dậy hơi muộn thì phải. Chứ bình thường là dậy sớm phải, bây giờ phải ra phải chặt bán rồi. Đó, nên là vì bà con là mua là tương đối sớm. Qua 2 giờ dậy mưa to thế à. À đi à. Hôm nay lười. Qua dậy sớm thì lại mãi trưa mới bán được. À. Đấy, hôm qua là 14 là cũng bán rồi nhỉ. Hôm qua là 14 trên này là cũng dân tộc mình là cũng ăn Tết nhiều rồi. 14 dân ăn Tết rồi. Ở Kinh thì sẽ ăn 15 nhé. Còn các dân tộc khác, dân tộc Kinh thì sẽ 15, mà các dân tộc Tày Nùng là ăn 14 thì. Ngày thì bán từ hôm qua đây rồi. Bán sẽ bình thường sẽ bán buổi chiều, nhưng mà vì ngày Tết cổ truyền nên là làm thì bán buổi sáng. Buổi chiều vẫn bán. Vâng, buổi chiều vẫn bán được cô. À vâng. À, giòn lắm. Có cá, có dồi. Là ở bì là được, bây giờ chỉ cần ép bên dưới là ok đấy phải không em? Vâng. Rồi em mặt. Ờ. Rất là giòn. Ờ, nếu cái này được loanh quanh phải tầm khoảng 20 phút nữa nhỉ? Dạ. Khoảng 20 phút nữa mình. Tầm 20 phút nữa. 20 phút nữa. Sáng ngày hôm qua trên chỗ khu mình đây thì mưa cực to luôn nhé. Thành ra là gần như kiểu có lũ ấy, thành vâng, là lũ. Nên là bán muộn. Hôm qua bán muộn so với hôm nay. Cái này là mình rồi sụt lợn ở trong hết rồi. Vâng. Khói rất thơm luôn các bạn, thơm nức cả phố luôn này.
bà con mua tương đối sớm, giờ là vãn hơn rồi các bạn. Lợn quay với cả bò ngựa đã gần hết rồi, gần xong. Bây giờ mình sẽ sang bên kia để lấy gà. Gà đang thịt ở phía trong kia, đang làm thịt bé gà trong kia, thì xong ra thì mình sẽ ra về mua gà lợn quay rồi mua thêm đồ nướng nữa là ok. Quay lúc nào nó đến lúc nào hết thì thôi. Vào phía trong này ông anh bán bò bê đã gần xong rồi đấy. Bò bê à. Bê vui 120. Gà của mình đây thôi, vừa làm xong đây. Và mình sẽ chuẩn bị ra về nhé. Ra sẽ còn mua được thú vị nữa không à, bà con mua thì cơ bản là đã bán rồi luôn rồi các bạn. Lên ngay không? Núi đồ lùng ngạn đi. Đó, giá đây là giá đỗ. Nhưng mà cái anh này có hay quay vào mặt đâu, chưa nhìn thấy nhá. Lấy cái này sao lông gà? Được chưa? Cá ơi rồi. Đỗ thương mới ngon. Thì ở ngoài những cái sạp hàng gà quay đã gần hết rồi. Cái này chắc khoảng tầm 30 phút nữa là về là hết hàng, là về nhắm rượu của mình thôi nhỉ? Có về luôn nè. Gà quay măng bật. Mắc mật là cái gia vị đặc trưng của quê mình luôn đấy các bạn. Nướng, đồ nướng thì rất hay cho mắc mật. Nướng nó nhiều kiểu như tương, dền mẻ, nhưng mà đa phần là mắc mật các bạn. Nghe là có đĩa gà rất là xinh luôn. Như vậy là buổi sáng chợ Tết rằm tháng 7 ở quê mình nhé các bạn. Thì có chủ yếu là gà, lợn quay, là các thứ đồ ăn sáng một chút, trâu bò một chút nữa. Đó thì bà con cơ bản giờ đã mua đã gần hòm hòm rồi nhé, một số thì ra sau, còn một số bà con mua giờ về bằm chặt đã rộn lên rồi. Đó là thắp hương các cụ rồi thì đốt mã, gọi là ngày xá tội vong nhân đấy. À, sau đó là nhắm rượu thôi. Đấy thì có câu là Tết cả năm thì không bằng rằm tháng 7. Thực ra là nó những ngày Tết cổ truyền đặc trưng của dân tộc mình nhé. Thì cảm ơn các bạn nhé. Bây giờ mình cũng ra về để chế biến đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đã có hoa, có quả thì có hoa nữa. Hoa thì ngoài hoa thì có quả nữa. Đó, rất là nhiều luôn nhé. Quả này thì quả của mình thì ít, quả của tàu thì nhiều thôi, nhưng mà thực ra là đến thời điểm này thì hàng tàu mình dùng bao năm nay rồi. Ở đây thì chỉ có na là của mình các bạn này. Na với dưa thôi. Ra xem làm gì đấy. Đây cũng có ruồi vàng nó về đấy các bạn này. Đây ruồi vàng. Đây con này con nó chinh chuyên là ấy hoa quả đấy. Đó. Nho sữa. Tất nhiên rồi, rằm tháng 7 thì phải có bánh các bạn ạ. Nó bánh này thì là bánh giò nhé. Còn nhiều không cô? Ở dưới còn còn. À thế à.
nó bánh này gói rất là kỳ công đấy, ngâm với cả làm cây các thứ. Cái này chị cô chỉ gói bán quay bánh thôi. Bánh thì có cả trứng do giò các thứ, nhưng mà cái bánh này là rất hay làm ở dằm tháng 7 đấy. Làm bánh cơ chuyên. Bánh này chấm mật hoặc là chấm đường hay cô nhỉ? Ừ, chấm đường. Chấm đường, chấm mật. À, là 10.000 mấy cái cô? 10.000 có 3 chiếc không? À, 3.500 một chiếc, 3.000 một chiếc. Đó, 10.000 3 chiếc. Không có mật à? Mật á, bảo còn đông đông đá rồi. À, đây đường trắng đây cơ mà đây. Đông đá bố ơi. Mật chấm mật ong. Mật chấm mật ong cũng được. Mật này ngon hơn là mật ong. Đó. Mật ong cũng ngon. Đó. Cái xong cô nó vàng một tí nữa nó